Câu chuyện đầu tư cho trải nghiệm người học. Môi trường giáo dục quốc tế chuẩn theo các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, trải nghiệm người học. Để đáp ứng tiêu chuẩn này, trường đại học quốc tế trụ sở tại Việt Nam có một số trường học đại tư thục đã từng bước khẳng định chất lượng môi trường, tạo ra một ngày tiệm cận tiêu chuẩn giáo dục quốc tế. Được biết, năm học 2023-2024, Đại học Văn Lang đón tiếp 1.000 sinh viên quốc tế đến học tập, giao lưu văn hóa, tham gia các cuộc thi học thuật, triển khai dự án cộng đồng, đồng thời triển khai chương trình trao đổi sinh viên ở nhiều quốc gia, nhận được nhiều sự quan tâm của phụ huynh và thí sinh xét tuyển đại học. Đại học Văn Lang ra đời từ năm 1995 trong công cuộc xã hội hóa giáo dục. Ngay từ những năm đầu thành lập, trường đã có những hợp tác quốc tế thành công, những dự án đầu tiên về môi trường cùng nhau thống nhất các quy mặt đánh giá bảo chứng chất lượng học tập. Năm 2024, trường chính thức ghi danh vào trường đại học do Impact Ranking và xếp hạng toàn cầu thực hiện. To meet the standard in the admission to the international university, pay in Vietnam, a number of the private university have gradually affirmed and the quality on the trending environment in the increasingly appropriate international accreditation standard. It know that the 2022 and 2024